số đeo số 1 Kim Khánh, trung câu lạc bộ Bình Thuận số đeo 28 Hoàng Triều Vi, câu lạc bộ Mặt Trời Đỏ số đeo 39 và Trịnh Thị Ngọc Anh, câu lạc bộ Phương Tây với số đeo 48. Âm nhạc chuẩn bị. Âm nhạc bắt đầu. Số đeo 42 và Võ Minh Châu, câu lạc bộ Mặt Trời Đỏ với số đeo
chuẩn bị. Tất cả các bạn ở. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.